Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Xin chào tất cả các khách hàng của HTX Giao Phúc Sen. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phin, nhân viên của HTX Giao Phúc Sen nha các bác ơi. Hôm nay nhân dịp ngày 2/9, em sẽ mang đến cho tất cả các bác một bộ dao ba sản phẩm gồm có dao chặt gà, dao thái và dao lọc. Bộ ba dao này là bộ ba dao có hoa văn hai mặt nhá. Hai văn hai mặt. Riêng tất cả các bộ dao của em, tất cả các mẫu dao bếp, nhân dịp ngày 2/9 em sẽ khuyến mãi giảm cho các bác 20% từ ngày 1 đến ngày 5 nhé. Và bộ dao em mang đến cho các bác ngày hôm nay thì em cũng sẽ để giá giảm 20% cho tất cả các bác. Và những cái mẫu dao di rừng của em thì hiện tại đang giảm 15% cho tất cả các bác, cũng áp dụng từ ngày 1 đến ngày 5 nha các bác ơi. Nhà các bác mình đang có nhu cầu mình mua dao bếp hoặc dao di rừng, mình có thể liên hệ em thật nhanh để mình có thể mua được những cái sản phẩm với giá cực kỳ tốt nha các bác nhé. Ok, đầu tiên trong bộ dao ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến với tất cả các bác, đấy chính là một con dao chặt gà. Ở đây em sẽ giới thiệu mọi người là một con dao chặt gà bản vuông nha mọi người ơi. Cây này sẽ là một mẫu dao chặt gà nha. Chiều dài lưỡi là 22, bản rộng này là bản rộng 8,5 ạ. Và độ dày ở đây nha các bác, độ dày ở đây khoảng 3 ly. Nó sẽ có hoa văn hai mặt như thế này. Và cán ở đây mọi người nhìn thấy ở đây có một cái màu cam rất là đẹp như này nhá. Cán đây là cán gỗ chắc nhá, gỗ chắc một màu cam trông rất là lạ mắt như thế này. Đấy. Cây này thì có chức năng chính là chặt gà vịt này, chặt sườn, có thể thái và có thể làm cá được rất là tốt, có thể băm được rất là tốt nha. Dòng này thì là kiểu dáng bản vuông truyền thống, có hoa văn hai mặt như thế này thì con dao trông sẽ đẹp hơn và uyển chuyển hơn rất là nhiều. Đây nha các bác nha. Giá bán lẻ con này là 399.000 ạ. Và tiếp theo trong bộ này ở đây sẽ là một con dao thái nha mọi người. Một con dao thái mọi người nhé. Đây là một kiểu dáng dao thái bản vuông, cũng rất là dễ dùng, hoa văn hai mặt. Chiều dài lưỡi là 20, bản rộng 6,5. Độ dày ở đây khoảng 1.30 ly. Chuyên để thái rau, thái thịt, thái củ quả nhá. Và gỗ ở đây mọi người cũng nhìn thấy hộ em này, gỗ chắc rất là đẹp như này nha. Đấy, khâu và chốt đồng nha. Khâu và chốt đồng. Và giá bán lẻ của cây này của em nó là 299k nhá mọi người nhá. 299k là dao thái. Tiếp theo ở đây trong cái bộ dao em giới thiệu mọi người đấy chính là một mẫu dao lọc nha. Một mẫu dao lọc chiều dài lưỡi là 10, chiều dài lưỡi của em nó sẽ rơi khoảng vào 19 đến 20 ạ. 20 nhá. Bản rộng đây là bản rộng 5. Độ dày ở đây cũng khoảng 1.30 ly, chuyên để cho các bác mình lọc được và thái được rất là tốt. Hoa văn ở đây, đây mọi người nhìn thấy là gỗ ở đây cũng là gỗ chắc rất là đẹp, khâu và chốt đồng vàng. Rất là ok là cho tất cả các bác mình luôn nha mọi người ơi. Thì bộ dao này của em nha mọi người. Bộ dao này của em thì dao chặt gà, dao thái, dao lọc đang có giá là 1.027.000 nha các bác nhá. 1.027.000. Nhưng mà ngày hôm nay em đang giảm cho mọi người là giảm đến 20% ạ. Và cái bộ này hôm nay em miễn ship cho mọi người luôn. Thì các bác sẽ mua bộ này với giá là 822.000 và sẽ được miễn ship nha. Giá của sản phẩm các bác ơi 1.027.000, hôm nay em giảm mọi người giảm 20%, còn 823.000 thôi, 20.000 thôi. Nên là bác nào mà đang có nhu cầu mình mua bộ này hoặc là mua những cái bộ dao khác duy nhất trong ngày nghỉ 2/9 này, các bác liên hệ thật nhanh để bên em để mình có thể áp dụng những cái giá tốt nhất cho tất cả các bác nhá. Đấy, các bác nào mà ưng ý thì có thể gọi cho em hoặc là comment vào bài viết này. Gọi cho em theo số điện thoại là 0987 240733. Em sẽ tư vấn cho các bác một mẫu phù hợp nhất với cái nhu cầu sử dụng của tất cả mọi người. Thì clip ngày hôm nay em sẽ dừng lại tại đây và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những clip lần sau. Chúc tất cả các bác có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ và ý nghĩa nha mọi người nhá. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.